ngày 27 tháng 4, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh mở cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Đây là năm đầu tiên thành phố triển khai cổng thông tin nhằm cung cấp đầy đủ thông tin tuyển sinh của các trường trung học phổ thông, đồng thời hỗ trợ phụ huynh, học sinh cách thức đăng ký, tra cứu kết quả tuyển sinh và xác nhận hồ sơ nhập học. Cổng có địa chỉ truy cập là https://10.hcm.edu.vn. Theo đó, cổng thông tin được thiết kế gồm nhiều tính năng hỗ trợ phụ huynh, học sinh trong việc tìm hiểu thông tin, lựa chọn và đăng ký nguyện vọng tuyển sinh phù hợp với nhu cầu, năng lực và sở trường của học sinh. Cụ thể, tính năng đầu tiên và cũng là nổi bật nhất của cổng thông tin là cung cấp toàn bộ các văn bản, thông báo mới nhất của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển sinh, hướng dẫn phụ huynh, học sinh cách thức đăng ký tuyển sinh, thông tin chi tiết về chỉ tiêu, loại hình đào tạo, môn học tự chọn của các trường trung học phổ thông, hỗ trợ người học tra cứu thông tin đăng ký, kết quả tuyển sinh lớp 10. Bên cạnh đó, cổng thông tin giới thiệu các trường trung học phổ thông có thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy và hoạt động phong trào. Đây được xem là nguồn tổng hợp thông tin đầy đủ, chính xác nhất về các trường trung học phổ thông, nhằm giúp phụ huynh và học sinh có cơ sở lựa chọn môi trường học tập phù hợp. Ngoài ra, cổng thông tin còn tổng hợp danh sách các trường phổ thông chưa được giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025, tránh tình trạng một số trường chưa đủ điều kiện tuyển sinh nhưng vẫn đăng thông tin tuyển sinh, gây hiểu nhầm cho phụ huynh, học sinh. Theo một lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cổng thông tin tuyển sinh sẽ được cập nhật thông tin thường xuyên và liên tục nhằm hỗ trợ người học trong suốt quá trình tuyển sinh, bao gồm cả việc đăng ký và tra cứu kết quả tuyển sinh. Đồng thời, dựa trên kết quả đăng ký của học sinh, đây cũng là cơ sở dữ liệu giúp các trường trung học phổ thông đưa ra dự báo về nhu cầu học tập của học sinh. Từ đó, có kế hoạch xây dựng thời khóa biểu, chương trình học phù hợp thực tế, thực hiện đúng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018.